Carcharodontosauridae là một họ khủng long đã có từ rất lâu đời, được thành lập khi nhà khảo cổ Unstromer mô tả về Carcharodontosaurus saharicus vào năm 1931, bao gồm chính loài khủng long này và các chi theropod ăn thịt có quan hệ gần gũi với chúng. Tuy nhiên, sau khi các hóa thạch Carcharodontosaurus saharicus bị phá hủy trong đệ nhị thế chiến, thì họ khủng long này cũng theo đó chìm vào quên lãng. Đến nửa cuối thập niên 1990, Rauhat và Paul Sereno đã phát hiện thêm một phân loài mới, Carcharodontosaurus tại Maroc, đó chính là Carcharodontosaurus equidensis, diễn ra gần như đồng thời với việc hóa thạch của Giganotosaurus được khai quật ở Argentina, đã làm sống lại mối quan tâm về các Carcharodontosaurus. Đây là họ khủng long đóng góp rất nhiều thành viên vào bảng xếp hạng các khủng long ăn thịt lớn nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, không phải Carcharodontosaurus nào cũng đạt đến kích thước khổng lồ. Cá biệt có loài Lachesis venator có kích thước không lớn hơn một con ngựa bao nhiêu. Carcharodontosaurus là những kẻ săn mồi đi bằng hai chân, giống như phần lớn các theropod khác. Hai chi trước thoái hóa nhưng không nhỏ như những loài khủng long thuộc hệ sau như Tyrannosaurus hay Abelisaurus và có ba móng vuốt giống mỗi bên. Điểm chung của các khủng long này là có tỷ lệ phần đầu so với thân mình lớn như hộp sọ Giganotosaurus dài đến gần 2 mét. Trên xương sọ của các Carcharodontosaurus có nhiều hốc lớn, nhất là hốc trước ổ mắt làm giảm trọng lượng của đầu và các gờ chạy dọc theo xương mũi khiến chúng có một vẻ ngoài khá đặc trưng. Tuy nhiên, đặc điểm làm nên tên tuổi của các khủng long này chính là các răng hình chiếc lá được phủ một lớp men gợn sóng. Trên hai bờ có các hàng răng cưa chạy dọc giống như răng của cá mập trắng khổng lồ, Carcharodon carcharias. Cấu trúc răng này giúp cho con vật có thể dễ dàng cắt qua da thịt của các con mồi. Carcharodontosauridae là một nhánh lớn, đồng thời cũng là một trong những đại diện cuối cùng của liên họ Allosauridae ở kỷ Creta. Thời đại hoàng kim của các Carcharodontosaurus kéo dài từ giai đoạn Barremia năm 121 đến 127 triệu năm trước đến Turon 89 đến 93 triệu năm trước. Các khủng long răng cá mập là sinh vật ăn thịt đầu bảng và là kẻ thống trị tuyệt đối ở các vùng đất nơi chúng sinh sống. Danh sách con mồi của chúng còn bao gồm cả các loài khủng long ăn thịt nhỏ hơn, trong đó có các tổ tiên của T-Rex. Tuy nhiên, sự kiện tuyệt chủng hàng loạt cuối giai đoạn Turon đã xóa sổ gần như toàn bộ các Carcharodontosaurus, nhường chỗ cho sự trỗi dậy của khủng long Tyrannosaurus ở Bắc Bán Cầu và Abelisaurus ở phương Nam. Gần đây, một số hóa thạch có niên đại từ giai đoạn Maastricht được phát hiện ở Brazil được cho là thuộc về các khủng long Carcharodontosaurus. Nếu điều này được xác thực, thì chứng tỏ vẫn còn các thành viên của họ Carcharodontosauridae tồn tại giới hạn ở một số vùng đất sau giai đoạn Turon. Có nhiều giả thuyết liên quan đến sự tuyệt chủng của các Carcharodontosaurus, sự thay đổi khí hậu, chẳng hạn như sự xâm thực của nước biển đã phá hủy hệ sinh thái ở Bắc Phi và hệ quả là các sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn như Carcharodontosaurus và Spinosaurus không thể tránh khỏi số phận diệt vong. Một giả thuyết đáng chú ý khác là sự xuất hiện của các loài khủng long mới. Các loài khủng long ăn thực vật giờ đây được trang bị nhiều vũ khí tự vệ lợi hại như sừng và áo giáp, trong khi cấu tạo của các khủng long Carcharodontosauridae không còn phù hợp để săn những loài khủng long này. Chẳng hạn, bộ răng chứa danh của các Carcharodontosaurus không thể xuyên thủ các lớp bọc giáp rắn chắc của các Titanosaur, trong khi các Tyrannosaurus với cấu trúc răng hình trụ có thể dễ dàng làm được việc này. Ở khu vực phía Nam, số phận của các Carcharodontosaurus cũng không khá hơn là bao nhiêu. Các Abelisaurus đã phát triển các chiến thuật săn mồi phù hợp nên dễ dàng hơn để vươn lên vị trí của kẻ thống trị. Mặc dù sự cạnh tranh ở phương Nam không dữ dội bằng ở phía Bắc, nên các đại diện của họ Carcharodontosauridae vẫn còn tồn tại giới hạn ở một số vùng đất. Tuy nhiên, không bao giờ lấy lại được vị thế như lúc trước nữa. Tính đến nay, đã có khoảng 14 chi thành viên thuộc họ Carcharodontosauridae được phát hiện ở gần như mọi lục địa trên thế giới, chỉ trừ Australia và châu Nam Cực. Ban đầu, họ Carcharodontosauridae còn có một thành viên nổi tiếng là New Venator được phát hiện ở miền Nam nước Anh. Tuy nhiên, vào đầu thập niên năm 2010, các nhà khảo cổ đã tách chi này cùng với nhiều Allosauroid có chung đặc điểm như Aerosteon, Australovenator, Fuqueraptor thành một họ khủng long riêng biệt, đó chính là họ Neovenatoridae. Roger Benson sau đó đã đề xuất một tên gọi chung cho cả hai họ là Carcharodontosauria. Tuy nhiên, điều này dẫn đến một sự nhập nhằng trong cách gọi tên khi thuật ngữ Carcharodontosaurus đều dùng để chỉ khủng long thuộc họ Carcharodontosauridae hoặc Carcharodontosauria.
vấn đề càng thêm rắc rối hơn nữa khi nhóm nghiên cứu của Benson thậm chí còn xếp các Megaraptoran vào họ của Neovenatoridae, do đó cũng thuộc vào họ Carcharodontosauria, cũng có thể gọi là Carcharodontosaurid. Trong bài viết này, mình chỉ đề cập đến các loài khủng long Carcharodontosaurid thực sự, tức là các thành viên thuộc họ Carcharodontosauridae. Mong các bạn hiểu cho, còn bây giờ hãy ấn like và subscribe kênh thay thế cho chiếc chìa khóa mở cánh cổng chào đón các nhân vật chính trong video ngày hôm nay nào. Vitiropristisaurus. Vitiropristisaurus là loài khủng long răng cá mập cổ xưa nhất từng được xác định. Các hóa thạch của chúng đã được khai quật từ đầu thế kỷ 20 tại khu vực Đông Phi thuộc Đức với chỉ duy nhất một đốt sống lưng. Sau đó, một số hóa thạch được cho là thuộc về cùng cá thể được phát hiện rải rác nhiều năm sau đó. Khu vực khai quật được các hóa thạch này thuộc hệ tầng Tendaguru có nguồn gốc từ giai đoạn Diatom cuối kỷ Jura cách đây khoảng 150 đến 154 triệu năm. Ban đầu, Werner Janen nhận định các mẫu vật này thuộc về chi Ceratosaurus. Mãi đến năm 2011, Oliver Rauhat và cộng sự của mình một lần nữa đánh giá lại các hóa thạch và cuối cùng xác định đây là một thành viên của họ Carcharodontosauridae, đặt tên lại cho loài khủng long này là Vitiropristisaurus, nghĩa là thằn lằn răng cá mập cổ đại, với tên loài Minneri nhằm vinh danh nhà khảo cổ Angela Milner. Vitiropristisaurus là một kẻ săn mồi dài từ 8,5 đến 10 mét và có quan hệ rất gần gũi với Acrocanthosaurus. Vitiropristisaurus có mối quan hệ cạnh tranh gay gắt với loài khủng long ăn thịt nổi tiếng Tovosaurus sống cùng khu vực và thời đại. Lajas Vinader. Lajas Vinader là thành viên mới nhất và cũng có kích thước nhỏ nhất thuộc đại gia đình Carcharodontosauridae, là một loài khủng long mới được phát hiện năm 2020 gần tỉnh New Queen, Argentina. Lajas Vinader Assisiriae là tên đầy đủ của loài khủng long này, chỉ dài khoảng 2,9 mét, khá bé nhỏ so với những họ hàng khổng lồ của nó. Các hóa thạch của nó là bằng chứng cổ xưa nhất về sự hiện diện của các Carcharodontosaurid ở Nam Mỹ. Hai mẫu vật dùng để mô tả Lajas Vinader được khai quật từ các tảng sa thạch có nguồn gốc từ hệ tầng Valanginian Mullichinko chung với hóa thạch của khủng long cổ dài Pumatui và một loài Iguanodontia chưa được đặt tên khác. Eukacharia. Các hóa thạch của Eukacharia được phát hiện tại một khu vực được gọi là Gadofawa, nằm ở phía tây sa mạc Tenere, Cộng hòa Niger ngày nay, có niên đại từ giai đoạn Apt thuộc trung kỳ kỷ Creta cách đây 112 triệu năm. Vùng đất thuộc hệ tầng Eras này cũng là quê hương của nhiều kẻ ăn thịt đáng sợ như Cryptop, Suchomimus hay cá sấu khổng lồ Sarcosuchus. So với các Carcharodontosaurid khác, Eukacharia có kích thước khiêm tốn hơn khi chỉ dài từ 6 đến 8 mét, nhưng sở hữu một bộ răng sắc bén không hề kém cạnh. Các mảnh xương hóa thạch cho thấy loài Carcharodontosaurid này có phần cung mày dày lên khiến nó có một vẻ ngoài rất dữ tợn, do đó được gọi là Dinop, mắt khủng khiếp. Kelmayisaurus. Loài khủng long này được gọi là Kelmayisaurus thằn lằn khắc lạp mã y do được phát hiện ở gần Guakho ở vùng địa Changa thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Ban đầu, loài khủng long này được mô tả và đặt tên bởi nhà khảo cổ Đồng Chi Minh vào năm 1973, đó chính là Kelmayisaurus petrolicus. Khu vực tìm thấy các hóa thạch của loài khủng long này nằm ở hệ tầng Lemurgine thuộc giai đoạn Valanginian Alp cách đây từ 100 đến 140 triệu năm. Đến năm 2011, Stephen Broussard, Roger Benson và Từ Tinh đã xác định lại Kelmayisaurus là một chi hợp lệ của họ khủng long Carcharodontosauridae. Cụ thể hơn, đây là một Carcharodontosaurid sơ khai có cùng chung tổ tiên với Eukacharia. Concave Vinader. Năm 2003, các nhà khảo cổ đến từ Đại học Công lập Madrid và Đại học Đào tạo Từ xa Quốc gia Tây Ban Nha đã khai quật được một bộ xương hóa thạch gần như hoàn chỉnh của một theropod dài khoảng 6 mét tại Las Hoyas, Cuenca. Mất 7 năm tiếp theo để các nhà nghiên cứu sắp xếp lại mẫu vật để trước khi mô tả và đặt tên chính thức cho loài khủng long này là Concave Vinader Concovetus, nghĩa là thợ săn lưng gù vùng Cuenca. Ở Concave Vinader, các nhà khảo cổ phát hiện được hai đặc điểm rất thú vị. Đầu tiên là hai đốt sống trước xương cùng của nó nhô cao hơn hẳn so với phần còn lại, tạo thành một cấu trúc dạng cánh buồm hoặc bướu ở trên lưng con vật.
chức năng của cấu trúc này chưa được làm rõ, có thể đây là một bộ phận giúp cho loài Carcharodontosaurus này điều hòa nhiệt độ hoặc đơn giản chỉ để biểu trưng sức mạnh, cũng không loại trừ khả năng trong cái biếu là nhiều mô mỡ để tích trữ giúp con vật có thể sống sót qua những giai đoạn khan hiếm thức ăn giống như lạc đà ngày nay. Điểm thú vị thứ hai là ở phần xương trụ ở cổ tay của con vật có dấu tích của các lỗ chân lông. Như vậy, khả năng Concurvinator có lông nhọn dọc theo các chi trước cũng như ở những phần khác của cơ thể. Điều đáng lưu ý là nó là hậu duệ của các khủng long Allosaurus, chứng tỏ rằng bộ lông không chỉ là đặc điểm riêng của các khủng long Coelurosaur mà còn hiện diện ở các Carnosaur. Từ đó đặt ra câu hỏi liệu có một mối liên kết nào giữa các khủng long Allosaurus và Coelurosaur hay không? Và câu trả lời này vẫn còn là một bí ẩn chưa thể giải đáp. Taurovenator. Taurovenator tạm dịch là thợ săn bò, được mô tả chỉ với bằng chứng là một mảnh xương sau hốc mắt bên phải được tìm thấy trong nông trại Violante, nằm ở phía đông nam của hồ Ezequiel Ramos Mesia, tỉnh Rio Negro, Argentina. Do đó, loài Carcharodontosaurus này được gọi là Violante nhằm vinh danh ông Enzo Violante, người chủ của trang trại nơi tìm ra hóa thạch của nó. Điểm đáng chú ý của Taurovenator là có một cấu trúc giống như chiếc sừng nằm ở phần cung mày ủ mắt. Nó từng bước đi trên những vùng đất thuộc hệ tầng Khunkui cùng nhiều loài khủng long khác như Aoniraptor, Argentinosaurus hay Scorpion Venator. Một loài khủng long họ hàng gần gũi của chúng là Mapusaurus cũng chia sẻ địa bàn nên có một số giả thuyết rằng Taurovenator thực chất chỉ là một danh pháp đồng nghĩa của Mapusaurus. Sauchilum. Các hóa thạch của Sauchilum đã được phát hiện từ những năm 1964 và loài khủng long này đã trải qua nhiều lần đổi tên. Ban đầu, đây được xác định là một phân loài thuộc chi Chilantosaurus với tên gọi là Chilantosaurus maltuensis, sau đó đã đổi lại thành Alansansaurus trước khi được Broussard và cộng sự tái định danh là Sauchilum maltuensis và có một vị trí trọng đại trong gia đình các Carcharodontosauridae như chúng ta đã biết hiện nay. Sauchilum có phần mõm tương đối ngắn và hộp sọ cao hơn khi so với các Carcharodontosaurus khác. Một điểm đáng chú ý khác nữa là tại xương trán hai bên hợp lại tạo thành một cái mào hẹp khoảng 2mm nhưng khá cao chạy giữa trán con vật đến gần xương mũi. Đây là một đặc điểm đặc trưng của Sauchilum khi mặt lưng xương trán của các Titanuran sơ khai khác đều bằng phẳng, bao gồm cả các loài Carcharodontosaurus khác. Phần xương mào của Sauchilum rất khác với các Coelurosaur và Abelisaur khi mọc ngay trên mặt phẳng của khớp đỉnh trán chứ không phải làm hẹp khớp này như các họ khủng long trên. Rất khó để xác định chiều dài cơ thể của Sauchilum do không có đủ các bộ phận thường được dùng để ước lượng kích thước như xương đùi, xương chày và xương mác. Tuy nhiên, ở các loài theropod ăn thịt lớn vẫn có thể dựa vào chiều dài hàng răng để ước tính được kích thước cơ thể do có tương quan tỷ lệ với chiều dài xương đùi. Hàng răng của Sauchilum dài khoảng 255mm bằng 65-75% của Allosaurus và Sinraptor. Do đó, Sauchilum có chiều dài cơ thể vào khoảng 70% kích thước của hai loài này, tương đương từ 5-6m, khá nhỏ so với những họ hàng các Carcharodontosaurus khổng lồ của chúng. Vừa rồi ta đã gặp gỡ những gã khủng long Carcharodontosauridae đầu tiên. Trong phần 2, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các loài còn lại nếu như phần 1 này chúng mình được nhiều view. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của chúng mình trong tương lai. Các bạn cũng có thể tham gia vào gói hội viên hoặc ủng hộ chúng mình thông qua những thông tin ở phần mô tả nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.